Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với kênh OnePlus One, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Nga có thể bắt đầu nếu đường biên giới ngày 24 tháng 2 năm 2022 được khôi phục. Vì nếu không, điều này sẽ không công bằng và tạo ra mối đe dọa cho một cuộc chiến mới. Ông Yermak phát biểu, Ukraine phải lấy lại tất cả lãnh thổ và tất cả công dân của mình. Trong khi đó, ngày 5 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga không chỉ sẵn sàng đàm phán với Ukraine mà còn đã tiến hành đàm phán ngay từ đầu cuộc xung đột. Tại lễ trình quốc thư của các đại sứ nước ngoài tại Moscow, ông Putin nói, tôi đã nhiều lần nói rằng Nga không chỉ sẵn sàng đàm phán mà ở giai đoạn nhất định, ngay khi bắt đầu cuộc xung đột này, những cuộc đàm phán như vậy đã được tiến hành, thậm chí đã soạn thảo cả văn bản thỏa thuận cùng chấp nhận được và phía Ukraine đã ký tắt. Tuy nhiên, phía Ukraine đã nghe theo lời khuyên từ bên ngoài, từ chối thỏa thuận này. Quan điểm hai bên vẫn rất khác biệt. Trước đó hôm 3 tháng 11, Chánh văn phòng Yermak cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Khi nhắc đến các điều kiện đàm phán, ông nói, Nga cần rút quân hoàn toàn và vô điều kiện khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine, hủy bỏ các hoạt động sáp nhập bất hợp pháp. Ông đồng thời nói thêm rằng chúng tôi sẵn sàng tính đến lợi ích của các bên quan tâm khác. Tuy nhiên, mọi điều chỉnh đều phải dựa trên luật pháp và công lý quốc tế, sự toàn vẹn lãnh thổ và quyền bất khả xâm phạm biên giới của Ukraine, cũng như quyền lợi của Ukraine về chủ quyền hoàn toàn của chúng tôi. Ông nói thêm, chúng tôi không thể và sẽ không chấp nhận những đề xuất đe dọa đến sự tồn tại của Ukraine. Ông Yermak cũng đã xác nhận rằng Ukraine muốn đạt được thỏa thuận với Nga về việc cùng nhau chấm dứt các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine và Nga, như các ấn phẩm phương Tây đã viết. Ông nói rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành không trực tiếp mà thông qua một trung gian là Qatar. Ngày 5 tháng 11, quân đội Nga đã công bố đoạn video ghi lại bằng máy bay không người lái, cho thấy một đoạn hàng rào dây thép gai và răng ròng chống tăng của Nga bị xuyên thủng ở biên giới. Hai binh sĩ Nga sau khi giao chiến với lính canh Ukraine trên biên giới đã phát hiện lỗ hổng và tìm thấy một dây mìn chống tăng của Ukraine. Họ nhanh chóng kéo mìn chống tăng vắt ngang lỗ hổng, giúp khôi phục biên giới. Đoạn biên giới không được bảo vệ đó nằm gần Novi Put, một ngôi làng nhỏ chỉ cách biên giới 4 km. Hai binh sĩ trên được cho là thuộc sư đoàn nhảy dù cận vệ số 106. Ngày 6 tháng 11, Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện với Triều Tiên. Sau đó, hiệp ước này sẽ được chuyển đến Tổng thống Vladimir Putin để ký lần cuối. Trước đó, ngày 24 tháng 10, Hạ viện Nga đã thông qua Hiệp ước Song phương với Triều Tiên. Đây là thỏa thuận được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký trong chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tháng 6 năm nay. Hiệp ước phác thảo sự hợp tác chiến lược toàn diện mà hai nước dự định duy trì, bao gồm cả các vấn đề an ninh quốc gia. Hiệp ước nêu rõ rằng không bên nào sẽ ký kết các hiệp ước với bên thứ ba, xâm phạm chủ quyền của bên kia. Trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào một trong hai quốc gia còn lại cam kết sẽ cung cấp hỗ trợ, bao gồm cả các phương tiện quân sự như được Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép. Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Bình Nhưỡng, Tổng thống Putin phát biểu, đây thực sự là một văn kiện mang tính đột phá. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết, hiệp ước sẽ đưa quan hệ giữa Nga và Triều Tiên lên một tầm cao mới và góp phần tạo ra một hệ thống quốc tế đa cực công bằng. Ông cho biết thêm, Moscow đang tìm cách kiềm chế các mối đe dọa ngày càng tăng trong khu vực từ phương Tây đang theo đuổi tạo ra các liên minh quân sự, chính trị khép kín ở châu Á-Thái Bình Dương. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng trước, Tổng thống Putin cho biết Nga và Triều Tiên sẽ tự quyết định việc có áp dụng điều khoản hỗ trợ quân sự của Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện hay không và áp dụng như thế nào. Ngày 5 tháng 11, Ngoại trưởng các nước thành viên thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 cùng 3 nước đồng minh đã ra tuyên bố chung, bày tỏ quan ngại liên quan thông tin Triều Tiên được quân đến Nga và khả năng quân Triều Tiên tham chiến trong cuộc xung đột với Ukraine. Reuters trích dẫn tuyên bố chung của Ngoại trưởng các nước G7 cho biết, việc Triều Tiên trực tiếp hỗ trợ cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine cho thấy nỗ lực tuyệt vọng của Nga nhằm bù đắp tổn thất sẽ đánh dấu sự mở rộng nguy hiểm của cuộc xung đột. Ngoại trưởng các nước G7 cho biết, họ lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga, bao gồm cả việc Nga mua sắm bất hợp pháp tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Tuyên bố chung của các ngoại trưởng G7 cũng bày tỏ quan ngại về khả năng Nga chuyển giao công nghệ liên quan đến tên lửa đạn đạo hoặc hạt nhân cho Triều Tiên, đồng thời cho biết sẽ hợp tác với các đối tác quốc tế để có phản ứng phối hợp trước diễn biến mới này. Bên cạnh các nước thành viên G7 là Mỹ, Nhật, Ý, Anh, Đức, Pháp và Canada,
tuyên bố chung hôm 5 tháng 11 về việc Triều Tiên được quân đến Nga vừa qua cũng có sự tham gia của ba nước là Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Trong bài phát biểu qua video ngày 5 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng khả năng quân đội Ukraine và quân nhân Triều Tiên chiến đấu với nhau nếu xảy ra sẽ mở ra một trang bất ổn mới trên thế giới. Ngày 5 tháng 11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo rằng Nga sẽ không ngần ngại đáp trả nếu NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Theo ông Lavrov, Ukraine sẽ không thể vận hành các loại vũ khí như vậy nếu không có sự hỗ trợ của các chuyên gia NATO cũng như dữ liệu tình báo từ phương Tây. Ông Lavrov nói, nếu những vũ khí như vậy được sử dụng, điều đó có nghĩa là không chỉ Ukraine mà cả các quốc gia NATO đang công khai tuyên chiến với Nga. Bản chất của cuộc xung đột này, điều mà các nhà lãnh đạo phương Tây tìm cách che giấu sẽ thực sự bị phơi bày. Theo Ngoại trưởng Nga, Moscow biết rõ về các chính sách hung hăng của NATO, cho rằng khối này đã chỉ định Nga là mối đe dọa trực tiếp lớn nhất đối với an ninh NATO. Ông Lavrov nhấn mạnh, châu Âu đang được quân sự hóa với tốc độ nhanh chóng. Trong trường hợp NATO hoặc các quốc gia thành viên của khối này có bất kỳ hành động hung hăng nào chống lại Nga, các biện pháp trả đũa thích đáng sẽ được thực hiện theo đúng quyền tự vệ của Nga được ghi nhận trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. NATO chưa bình luận về phát ngôn của ông Lavrov. Bất chấp lời kêu gọi từ Ukraine, các nước NATO đến nay vẫn chưa cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga. Mới đây, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã nhận định rằng cuộc bầu cử Mỹ 2024 được xem là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử loài người. Ông Vučić nói, cuộc bầu cử này thực sự là cuộc bầu cử quan trọng nhất. Có lẽ đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử loài người, có thể dẫn đến hòa bình hoặc chiến tranh. Ông Vučić cho biết thêm, điều này không chắc chắn, nhưng có thể cuộc bầu cử này sẽ mang lại hòa bình hoặc tiếp tục cuộc chiến có thể dẫn đến thế chiến thứ ba. Tổng thống Vučić từng cảnh báo cuộc chiến Nga-Ukraine đã trở thành xung đột toàn cầu do phương Tây đang đối đầu với Moscow thông qua lực lượng ủy nhiệm ở Kiev. Serbia, quốc gia phụ thuộc gần như hoàn toàn vào dầu và khí đốt của Nga, từ chối áp lệnh trừng phạt chống lại Moscow vì chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tổng thống Vučić cho rằng cuộc chiến toàn cầu đang diễn ra là điều khiến ông quan tâm nhất, và theo quan điểm của ông, cuộc chiến này sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ông cảnh báo cuộc xung đột ở Ukraine đang gây tổn hại cho vùng Ban Căng, đồng thời khẳng định Serbia sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo hòa bình trong khu vực. Ngày 5 tháng 11, European Pravda đưa tin, trong bài phát biểu hàng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận về việc thay đổi nhân sự đứng đầu các đại sứ quán Ukraine với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Andriy Sybiha. Nhà lãnh đạo Zelensky nói rằng, cùng với người đứng đầu Bộ Ngoại giao, ông đã thảo luận về các ứng cử viên đại sứ Ukraine cho các vị trí còn trống tại các quốc gia có liên quan, cũng như kết quả công việc của các nhà ngoại giao Ukraine. Ông tuyên bố, chúng tôi đang chuẩn bị thay thế và bổ nhiệm. Tuy nhiên, ông không đưa ra thông tin chi tiết. Bộ Ngoại giao Ukraine trước đó đã báo cáo rằng không có đại sứ tại gần 30 đại sứ quán Ukraine. Sau khi được bổ nhiệm vào đầu tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sybiha đã công bố một số quyết định về nhân sự và sửa đổi chiến lược chính sách đối ngoại của mình. Trong đó đáng chú ý là việc triệu hồi đại biện lâm thời tại Georgia. Ngoài ra, ông Zelensky gần đây đã bổ nhiệm một đại sứ mới tại Ba Lan. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TVN24, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết NATO có thể thảo luận về khả năng đánh chặn tên lửa của Nga trên không phận Ukraine trong cuộc họp cấp bộ trưởng của Liên minh vào tuần tới. Ông Sikorski phát biểu, đây có thể là vấn đề được đem ra thảo luận trong nhóm các đồng minh của chúng tôi. Chúng tôi có Tổng thư ký NATO mới. Cuộc họp cấp bộ trưởng NATO tiếp theo sẽ diễn ra vào tuần tới. Có lẽ vấn đề này sẽ nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán. Trước đó, cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ đề xuất này trong nhiệm kỳ của mình. Nhưng một số ý kiến tin rằng người kế nhiệm của ông là Mark Rutte có thể sẽ khơi lại các cuộc thảo luận về ý tưởng này. Ukraine đã nhiều lần kêu gọi NATO giúp đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa của Nga kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự vào năm 2022. Có thời điểm, Ukraine đề nghị NATO giúp đóng cửa không phận. Tuy nhiên, NATO vẫn còn ngần ngại với phương án này vì e ngại kịch bản xung đột trực tiếp với Nga. Đây không phải là lần đầu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski nói về vấn đề này. Ông từng bày tỏ hy vọng rằng NATO sẽ cho phép Warsaw sử dụng hệ thống phòng không để bắn rơi tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine nếu chúng gây ra mối đe dọa cho Ba Lan. Mặc dù vậy, trong nội bộ Ba Lan vẫn có những ý kiến trái chiều. Hồi đầu tuần này, Phó Thủ tướng Ba Lan Krzysztof Gawkowski bày tỏ sự không đồng ý với phương án nói trên, cảnh báo điều này sẽ kéo Ba Lan vào cuộc chiến. Trước đó, một số quốc gia NATO từng cáo buộc máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận,
dẫn đến tranh cãi về việc liên minh có kích hoạt cơ chế phòng thủ hay không. Hồi tháng 9 năm nay, NATO cảnh báo bất cứ thành viên nào thuộc khối không nên bắn hạ tên lửa, máy bay không người lái của Nga ở Ukraine, bởi NATO không muốn trực tiếp tham gia vào một cuộc xung đột với Moscow. Một phát ngôn viên của NATO cho biết, NATO hiện không phải là một phe tham gia vào cuộc xung đột hiện tại và cũng sẽ không làm điều đó. Bên cạnh đó, vị quan chức này cũng nhấn mạnh trách nhiệm của khối là ngăn chặn leo thang. Theo vị quan chức, mặc dù mỗi thành viên của khối đều có quyền bảo vệ không phận của mình, nhưng họ nên cẩn trọng tham khảo ý kiến với những bên còn lại khi làm như vậy, bởi nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ NATO. Hồi tháng 7 năm nay, Warsaw và Kiev đã ký một hiệp ước quốc phòng. Trong đó, các thảo luận đều nhằm xem xét cơ sở lý luận cũng như tính khả thi của việc đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái Nga. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosiniak-Kamysz vẫn khẳng định điều này sẽ không được thực hiện nếu không có sự chấp thuận của NATO. Mặt khác, NATO cho biết họ tôn trọng chủ quyền của mọi thành viên trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, nhưng các bên cần tham vấn trước khi tiến hành bất kỳ điều gì có thể gây ra hậu quả cho cả khối.